Bài tiếp theo từ câu 162 đến câu 164, và đây là một cái email nha em. Câu 162, what is the purpose? Cái mục đích của cái email là gì? Đối với dạng này, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Đọc đáp án trước nào. Câu A, để cảm ơn người ta đó vì cái volunteer, cái sự tình nguyện đóng góp cái khoảng thời gian của họ. Câu B, để ask, yêu cầu khách hàng, là hỗ trợ một cái initiative, có nghĩa là một cái đề xướng hay là khởi xướng ha. Mình đã gặp từ này rồi đó em. Câu C, request, yêu cầu một cái sự gia hạn của một cái việc đăng ký, đặt mua dài hạn định kỳ gì đó ha. Rồi câu D, invite, mời những người mua sắm tham gia vào danh sách email. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò đoạn đầu trước nha em. Ở đây phải không nào? Rồi, Hancock Apparel luôn luôn strive, cố gắng để mà đóng góp vào cái sự phát triển tốt hơn của xã hội. For some weeks now, cho đến bây giờ đã được một vài tuần á, thì Board of Directors, ban giám đốc của công ty và quản lý, executive, điều hành đã và đang discuss, thảo luận xem cái cách nào để mà address, giải quyết cái vấn đề về cái việc access to, là cái sự tiếp cận có giới hạn đến những cái chương trình giáo dục. After, sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận và kỹ lưỡng đó, thì chúng tôi đã decided, đã quyết định allocate là gì? Chỉ định hay là dùng ha, một số, một phần cái gì em, revenues là doanh thu của công ty cho cái việc schooling, hỗ trợ việc học cho những thanh thiếu niên ở những cái regions, những cái vùng impoverished nhất ở trên thế giới, thì có thể là những cái vùng nghèo ha. Rồi, beginning, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 thì 2% của cái giá của tất cả những cái mặt hàng á, được mua bởi khách hàng của chúng ta đó, sẽ đi vào, đi đến cho những cái beneficiaries được chọn thông qua education for loan. Tại cái đến đây thì mình cũng chưa có rõ lắm đáp án là câu nào phải không em, mình chỉ biết được là gì, họ có một cái chương trình là hỗ trợ cho những người trẻ đi học phải không em, schooling of young people, bằng cách là sử dụng một số, một phần cái doanh thu của công ty phải không nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò tiếp đoạn cuối cho nó rõ hơn nha. Đoạn cuối là ở đây nè. As a value customer, như là một cái khách hàng value á, thì bạn có thể đóng cái vai trò trong việc promote, thúc đẩy, xúc tiến cái cause của chúng tôi. Hãy giúp những thanh thiếu niên trên thế giới bằng việc mua những sản phẩm của chúng tôi. Và hãy ghé đến website này nè để có thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn. Vậy khi dịch đến đây thì mình thấy là gì? Họ đang khuyến khích khách hàng là gì em, giúp đỡ những thanh thiếu niên trên thế giới bằng việc mua sản phẩm của họ ha. Bởi vì khi mà mua sản phẩm của họ thì họ sẽ có doanh thu nhiều hơn phải không nào, và họ sẽ đóng góp được nhiều hơn cho cái việc hỗ trợ những thanh thiếu niên đi học ha. Vậy thì em sẽ đáp án là câu nào? Câu B phải không nào? Yêu cầu khách hàng hỗ trợ cái đề xướng, cái khởi xướng, hỗ trợ bằng cách nào vậy em? Là bằng cách mua sản phẩm của họ ha. Cái đề xướng, cái khởi xướng ở đây là gì? Là giúp đỡ những trẻ em, để những thanh thiếu niên trên thế giới để đi học phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu B rồi ha. Ok, còn câu A, cảm ơn vì sự cống hiến thời gian của họ, đâu có nói đến cống hiến thời gian đâu em. Rồi câu C là gì? Yêu cầu cái sự gia hạn cho cái việc đăng ký mua định kỳ, không có luôn ha. Còn câu D, mời những người shoppers tham gia vào một cái danh sách email là càng không có, chỉ yêu cầu họ là giúp đỡ mua những cái sản phẩm của công ty thôi phải không nào? Rồi đáp án là câu B ha. Câu 163, what is true, điều gì thì đúng về Hancock Apparel? Vậy từ khóa chính là từ Hancock Apparel phải không nào? Lúc này chúng ta có dò từ này rồi đó em thấy không? Đây phải không nào? Nó là tên của một cái công ty ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc đáp án trước nha. Câu A, nó sẽ implement, thực thi, thực hiện một cái quyết định vào tháng 9. Lúc này chúng ta cũng có dò một cái là September, em thấy không? Ở đây phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta đọc thử lại câu này nha. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 thì 2% giá của tất cả những cái mặt hàng mà được mua bởi khách hàng sẽ gửi đến cho những cái beneficiaries được chọn từ cái education forum phải không nào? Rồi vậy thì em xem nè, câu ai có đúng không? Nó sẽ thực thi cái quyết định vào tháng 9. Đây có phải là quyết định của nó không? Em đọc kỹ lại cái câu ở phía trước nha, tại vì hồi nãy lúc nãy ở phía trước có từ quyết định phải không em? Đây là decide. Cùng đọc lại nha. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì chúng tôi đã quyết định là allocate, dùng một phần cái doanh thu của công ty để mà hỗ trợ cho cái việc đi học của thanh thiếu niên ở những cái vùng nghèo nhất ở trên thế giới. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 thì 2% của những cái giá của những cái mặt hàng được mua bởi khách hàng thì sẽ gửi đến. Vậy thì họ có thực thi cái quyết định của họ vào tháng 9 không em? Và có phải không nào? Đáp án là câu A luôn ha. Không cần phải dịch câu B, câu C và câu D nữa. Câu 164, cái từ improving ở đoạn 2 dòng 3 đó thì gần nghĩa với từ nào nhất? Improving là một từ rất là quen thuộc, có nghĩa là cải thiện hay là cải tiến phải không nào? Rồi đáp án trước cho em câu A. Enhance là nâng cao nè, rất có khả năng là câu A ha. Câu B, recover, phục hồi. Câu C, multiply là nhân lên nè, hay là tăng lên ha. Câu D, extend là kéo dài. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc cái ngữ cảnh mà chứa cái từ này cho chắc nha. Ok, đoạn 2 dòng 3, improving ở đây phải không nào? Cùng đọc nào. Education for All là tên của một cái tổ chức đen. Schools, những cái trường của cái tổ chức này nè thì cung cấp rất là nhiều opportunities, cơ hội học tập mà nó cho beneficiaries một cái cơ hội tốt hơn để mà improve
cuộc sống của họ. Vậy thưa em, improve cuộc sống của họ là câu nào? À, câu A phải không nào? Nâng cao cuộc sống của họ ha. Câu A. Còn câu B, recovery, phục hồi cuộc sống của họ đâu phải ha. Còn câu C là gì? Nhân lên, tăng lên nhiều lần cuộc sống của họ cũng không được luôn. Câu D, kéo dài cuộc sống của họ. Đóng được. Vậy đáp án chỉ có thể là câu A thôi ha. Cô đọc lại câu này nè. Những cái trường của tổ chức này nè cung cấp rất là nhiều cái cơ hội học tập mà nó cho beneficiaries một cái cơ hội tốt hơn để mà cải thiện cái cuộc sống của họ ha, hoặc là nâng cao cuộc sống của họ, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, đây là một cái email ha, gửi đến cho những cái khách hàng của công ty Hancock Apparel, gửi đến từ Emily Hart. Chủ đề là một cái cause. Mình có từ cause, danh từ có nghĩa là việc làm ý nghĩa đấy em. Việc làm ý nghĩa hay là việc làm quảng đại ha. Việc làm ý nghĩa worthy là đáng trọng. Cái ngày gửi cái email là ngày 5 tháng 9. À, khách hàng đặt mua định kỳ mailing list thân mến. Công ty Hancock Apparel thì luôn luôn strive, có nghĩa là cố gắng nha em. Strive là cố gắng ha. Contribute to có nghĩa là đóng góp. Mình có từ betterment bằng với lại từ improvement đấy em. Có nghĩa là sự cải thiện, sự cải tiến ha. Betterment bằng với improvement, sự cải thiện, sự cải tiến. Society có nghĩa là xã hội. Cứ dịch lại cả con nha. Công ty Hancock Apparel thì luôn luôn cố gắng để mà đóng góp vào cái sự cải tiến, cải thiện của xã hội. For some weeks now, trên này được vài tuần rồi, thì Board of Directors là ban giám đốc và ban quản lý executive điều hành của công ty á, đã và đang discuss, thảo luận cái cách để mà address. Address động từ có nghĩa là giải quyết nha. Để mà giải quyết cái vấn đề về access to có nghĩa là cái sự tiếp cận hay là cái sự truy cập ha. Cái vấn đề về việc tiếp cận có giới hạn, bị giới hạn của những cái chương trình giáo dục. Sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận và kỹ lưỡng thì chúng tôi đã decided, đã quyết định allocate có nghĩa là chỉ định hoặc là dùng nha em. Chỉ định hoặc là dùng cái gì vào cái việc gì ha. Allocate, chỉ định hoặc là dùng cái gì vào việc gì. Quy dịch lại nha. Chúng tôi đã quyết định để mà chỉ định dùng một phần revenues có nghĩa là doanh thu ha. Doanh thu của công ty để mà hỗ trợ cái việc đi học cho những cái thanh thiếu niên ở những cái regions là những cái vùng impoverished. Mình có từ impoverished có nghĩa là nghèo khó, nghèo nàn đấy em. Nghèo khó, nghèo nàn ha. Nghèo khó, nghèo nàn, khó khăn. Ở những cái vùng khó khăn nhất, nghèo khó nhất ở trên thế giới. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9, bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 thì 2% cái giá mua của tất cả những cái mặt hàng mà được mua bởi khách hàng của chúng tôi đó thì sẽ gửi đến cho những cái beneficiaries. Mình có từ beneficiaries có nghĩa là người nhận đấy em. Những cái người mà nhận được những cái lợi ích hay là nhận được cái hỗ trợ gì đó, người ta gọi là beneficiaries, được không nào? Người nhận hỗ trợ hay là người nhận được cái lợi ích gì đó ha. Người nhận, ok. Rồi, thì sẽ gửi đến cho những cái người nhận mà được chọn thông qua cái tổ chức Education for All, được không nào? This London based foundation. Foundation có nghĩa là một cái cơ sở hay là một cái quỹ tài trợ ha. Cơ sở, tổ chức hay là quỹ tài trợ. Một cơ sở, một cái tổ chức hay là một cái quỹ tài trợ ha. Cái cơ sở, cái quỹ tài trợ này nè, được đặt trụ sở ở London này nè, là một cái tổ chức independent, độc lập, mà nó distribute. Distribute có nghĩa là phân phát, phân phối, nhưng chỗ này có nghĩa là đóng góp nha em nha, đóng góp ha. Đóng góp hay là phân phối cái tiền hỗ trợ của nó đó cho những cái schools, những cái ngôi trường mà serving, mà phục vụ cho những người underprivileged. Mình có từ underprivileged có nghĩa là người nghèo nha em. Người nghèo ha. Người nghèo. Underprivileged, người nghèo ha. Rồi, cái tổ chức, cái quỹ hỗ trợ Education for All Schools, những cái trường của cái tổ chức này nè thì cung cấp rất là nhiều cái opportunities, cái cơ hội học mà nó sẽ cho những cái beneficiaries, những người nhận có cái cơ hội tốt hơn để mà cải thiện cái đời sống, cái cuộc sống của họ và trở thành self-sufficient. Mình có từ sufficient là đủ nè em. Self là bản thân ha. Đủ bản thân là đủ khả năng, có nghĩa là tự chủ hay là tự lập, độc lập đấy em. Tự lập hay là độc lập ha. Tự lập, độc lập, có đủ khả năng tự lập hay là độc lập. Economically là về kinh tế đấy em. Kinh tế ha. Kinh tế. Và chỗ này có nghĩa là gì? Họ có thể có cái cơ hội tốt hơn để mà cải thiện cuộc sống của họ và trở nên tự lập, độc lập về cái kinh tế, được không nào? Như là một cái value customer. Mình có từ value customer có nghĩa là khách hàng thường xuyên ha. Khách hàng thường xuyên. Như là một khách hàng thường xuyên của chúng tôi đó, thì bạn có thể đóng một cái vai trò, play a role, là đóng một cái vai trò trong cái việc promote. Mình có từ promote có nghĩa là đẩy mạnh hay là thúc đẩy ha. Promote, đẩy mạnh hay là thúc đẩy. Bạn có thể đóng một cái vai trò trong việc đẩy mạnh, thúc đẩy cái cause, cái việc làm ý nghĩa của chúng tôi. Hãy giúp cho thanh thiếu niên ở trên thế giới bằng việc mua những cái sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng ghé đến cái website này nè,
để biết thêm thông tin. Cảm ơn, được không nào? Rồi, câu 162 câu B mình có từ initiative rất là quan trọng, có nghĩa là khởi xướng hay là sáng kiến nha em. Khởi xướng, đề xướng hoặc là sáng kiến nha. Từ này rất là hay gặp. Initiative, khởi xướng, đề xướng hay là sáng kiến ha. Rồi câu C mình có từ renewal. Renewal là danh từ của động từ renew đó em. Động từ renew có nghĩa là gia hạn ha. Còn danh từ renewal là sự gia hạn. Subscription có nghĩa là cái việc đặt mua định kỳ hay là dài hạn cái gì đó. Mình học rồi ha. Câu 163 mình có từ implement rất quan trọng, có nghĩa là thực thi hay là thực hiện. Thực thi hoặc là thực hiện. Implement. Để câu ai có nghĩa là nó sẽ thực hiện, thực thi cái quyết định vào tháng 9. Câu C mình có từ surpass. Surpass có nghĩa là vượt hơn, trội hơn ha. Vượt hay là trội hơn. Vượt hơn, trội hơn. Previous là trước đây nè. Record là kỷ lục. Kỷ lục ha. Cô dịch lại cả câu nha. Nó thì vượt, trội hơn cái kỷ lục doanh số trước đây trong năm nay, được không nào? Rồi câu D, nó sẽ thuê thêm nhân viên factory. Công nhân factory là công nhân nhà máy nè. Factory là nhà máy ha. Câu 164 câu A mình có từ enhance. Enhance có nghĩa là nâng cao, cũng rất là hay gặp ha. Nâng cao, nâng cao. Recover, bỏ in đi ha, có nghĩa là hồi phục. Recover, hồi phục hay là phục hồi ha. Rồi câu D mình có từ extend, bỏ in đi luôn, có nghĩa là kéo dài. Extend, kéo dài ha. Ok. Bài tiếp theo từ câu 165 đến câu 167 đây là một cái advertisement, một cái quảng cáo ha em. Câu 165, cái gì thì đang được advertise, đang được quảng cáo? Đó là bán trước nha. Câu A, một cái complex là khu phức hợp, căn hộ. Câu B, một cái bãi biển private là tư nhân. Câu C, một cái restaurant, một cái nhà hàng ở trên bờ biển ha. Câu D, một cái facility, một cái cơ sở, địa điểm, accommodation, cung cấp phòng ở, chỗ ở, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò cái tựa bài thử xem em, xem cái gì được quảng cáo nha. Mediterranean Villas, mình có từ Villas là những cái biệt thự phải không em? À, dành cho, cái nơi dành cho những cái kỳ nghỉ dưỡng trong cuộc đời. Vậy nó đang quảng cáo về cái gì vậy em? À, những cái Villas phải không nào? Vậy em xem Villas là câu nào? Câu A, căn hộ là không phải rồi nè. Câu B, bãi biển cũng không phải luôn. Câu C, nhà hàng cũng không phải luôn. Câu D, cái cơ sở địa điểm cung cấp phòng ở, chỗ ở, được không em? À đúng rồi ha. Ok, đáp án là câu D, được không nào? Thì accommodation facility, cơ sở cung cấp phòng ở, chỗ ở, nó có thể là khách sạn hay là một cái khu nghỉ dưỡng, một cái khu resort nào đó, được không nào? Câu 166, what is indicated? Cái điều gì được nói về Mediterranean Villas? Vậy từ khóa chính là Mediterranean Villas, là đáp án trước nha em. Câu A, nó thì được acknowledge, được công nhận bởi một cái tờ tạp chí. Câu B, nó thì cung cấp phòng ở, chỗ ở cho lên đến 6 người. Câu C, nó hoạt động những cái excursion, những cái chuyến tham quan đến cái hòn đảo gần đó. Câu D, cái giá của nó thì giống nhau year round suốt năm. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào từ khóa xem Mediterranean Villas nằm ở vị trí nào vậy em? Ở trên tựa bài có phải không nào? Rồi ở đâu nữa? À, ở dòng đầu tiên có luôn nè em, cùng đọc câu này nha. Được bầu chọn là cái nơi sao em? Luxury, sang trọng bậc nhất trong 2 năm liền. Bởi cái tờ tạp chí này nè, thì Mediterranean Villas là một cái paradise, là thiên đường bãi biển, mà nó cung cấp cái trải nghiệm tuyệt vời. Rồi bây giờ đánh được liền đáp án là câu gì vậy em? À, câu A phải không nào? Nó được công nhận bởi một cái tạp chí ha. Câu 167, what is offered? Cái gì được cung cấp tại một cái mức phí trả thêm phải không nào? Vậy từ khóa chính là extra cost ha. Là đáp án trước nghe em. Câu A, dịch vụ spa. Câu B, và cái sự lựa chọn giải trí. Câu C, cái bữa ăn gì đó phải không nào? Và câu D, và cái vé thức uống. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem chỗ nào nói về extra cost nha, chi phí thêm. Rồi dò tiếp đi em, đoạn này có không? Có chi phí thêm không? À không có phải không nào? Có extra nhưng mà không có phải là chi phí, mà là experience, là kinh nghiệm nha. Rồi đoạn số 3, đoạn số 3 có không em? À, nó không có extra cost, nhưng nó có từ gì đây? Additional charge. Charge là giống nghĩa với từ cost này em, đều là chi phí hết ha. Additional là thêm nè, nó cũng giống với từ extra luôn. Rồi mình đọc nhanh chỗ này nghe nó nói gì đây. Chúng tôi cung cấp cái dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại spa cho một cái mức phí thêm. Vậy đáp án là câu gì vậy em? Là câu A ha, spa service. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Đây là một cái advertisement, là một cái quảng cáo ha. Mình có từ Mediterranean, có nghĩa là địa trung hải đó em, thuộc địa trung hải ha. Villas có nghĩa là biệt thự, hoặc là những cái phòng nghỉ, những cái khu nghỉ dưỡng mà nó sang, nó cao cấp á, người ta gọi là villas, được không nào? Rồi dành cho cái kỳ nghỉ dưỡng trong cuộc đời. Rồi được bầu chọn là cái nơi sang trọng bậc nhất 2 năm in a row, mình có từ in a row có nghĩa là liên tục ha, hay là liên tiếp. Được bầu chọn là cái nơi sang trọng bậc nhất 2 năm liên tục, 2 năm liền bởi cái tạp chí Travel Times, thì Mediterranean Villas là một cái paradise, là thiên đường nghe em. Beachfront, thiên đường bãi biển, mà nó cung cấp một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ha, fantastic. Rồi,
Getting some sun có nghĩa là phơi nắng nè, và đi bơi tại bãi biển á, có lẽ là những cái nguyên nhân chính làm cho người ta đi đến Spain là Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cái việc ở lại Mediterranean Villas còn cung cấp một cái trải nghiệm đặc biệt hơn nữa ha. What makes us so special? Cái điều gì làm cho chúng tôi đặc biệt như vậy? Chúng tôi cung cấp rất là nhiều những cái service và dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại cái spa của chúng tôi, ở một cái additional charges là phí thêm ha, phí thêm, cung cấp cho bạn một cái trải nghiệm rất là thư giãn, được không nào? Rồi chúng tôi cũng có cái hồ bơi lớn nè, đường ra bãi biển nè, và thuyền bạn có thể sử dụng, hoặc là bạn có thể ở indoors là ở trong phòng á, và chơi cờ, đọc sách ở trong thư viện của chúng tôi. Một cái phòng được decorate, mình có từ decorate là trang trí ha em, được trang trí một cách cổ điển, được không nào? Và cái phòng đó nó overlook, có nghĩa là trông ra hướng ha, trông ra hướng gì đó. Cái phòng đó nó trông ra hướng biển, được không nào? Hãy tận hưởng cái accommodations, mình có từ accommodations có nghĩa là chỗ ở hay là phòng ở ha, chỗ ở hay là phòng ở. Rồi exceptional có nghĩa là đặc biệt hoặc là tuyệt vời, exceptional, đặc biệt hoặc là tuyệt vời ha, tuyệt vời. Hãy tận hưởng những cái chỗ ở, những cái phòng ở rất là đặc biệt, tuyệt vời. Hãy chọn một trong những cái junior suites, mình có từ junior suite là phòng đơn đấy em, phòng đơn ha, phòng đơn. Hãy chọn một trong những cái phòng đơn nó hoàn hảo, nó phù hợp cho hai người, hoặc á bằng không á thì có thể ở lại trong suite, các phòng mà có hai giường ha, phòng đôi rộng hơn, cái mà có thể ngủ 4 người rất là thoải mái, được không nào? Mỗi phòng thì feature, động từ feature có nghĩa là có nha, có ha. Mỗi phòng thì có cái phòng khách nè, rồi có cái bar coffee, có cái quầy cà phê ha, rồi có refrigerator, có cái tủ lạnh mini nè, và có cái ban công với một cái view hoặc là hướng ra hồ bơi hoặc là hướng ra biển. What about food? Về thức ăn và nước uống thì sao? Những khách đó thì có thể eat, ăn tại bất kỳ cái nào trong ba cái nhà hàng của chúng tôi. Dining, đừng có động từ dine có nghĩa là ăn hoặc là dùng bữa ha, ăn hoặc là dùng bữa. Dùng bữa, những cái bữa ăn mình có từ gourmet có nghĩa là chất lượng cao hoặc là ngon ha, gourmet chất lượng cao hoặc là ngon. Ăn những cái bữa ăn chất lượng cao và ngon, được chuẩn bị bởi những cái đầu bếp rất là chuyên nghiệp, mình có từ expert là chuyên nghiệp hay là chuyên gia đó em. Rồi cái phần mà tuyệt vời nhất, thú vị nhất á, là tất cả những cái bữa ăn nè và thức uống á, và những cái hoạt động á, thì đã được đính kèm trong cái chi phí ở của bạn rồi. Giá cả thì sẽ vary là gì em, khác ha, khác nhau, giá cả thì sẽ khác phụ thuộc vào mùa. Hãy gọi cho quầy tiếp tân của chúng tôi tại số này để mà reserve, là đặt chỗ trước ha, đặt trước để mà đặt trước phòng. Câu 166 mình có từ acknowledge có nghĩa là công nhận, acknowledge là công nhận ha em. Câu C mình có từ excursion có nghĩa là chuyến tham quan ha, excursion chuyến tham quan. Câu D từ year round có nghĩa là xuyên suốt năm luôn, cả năm ha, suốt năm ha. Và tiếp theo từ câu 168 đến câu 171, bài này là một cái email ha. Câu 168, what is the main purpose, cái mục đích chính của cái email là gì? Đối với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha. Đáp án trước đi em, câu A. To give directions, để đưa ra cái sự chỉ dẫn, để chỉ đường đến một cái cửa tiệm sửa chữa. Câu B, để describe, miêu tả cái thông tin chi tiết về một cái chương trình khuyến mãi. Câu C, clarify, làm rõ những cái solutions, những cái giải pháp cho một cái vấn đề về sản phẩm. Câu D, để inform, thông báo cho khách hàng về một cái surcharge, một cái tiền trả thêm. Và bây giờ chúng ta cùng đọc đoạn đầu nha em. Đây, thank you, cảm ơn bạn vì đã phản hồi cái sản phẩm của bạn. I apologize for, tôi rất là xin lỗi bạn vì những cái việc mà bạn đã trải qua với cái sản phẩm và cái dịch vụ. First, đầu tiên á, thì cái việc reception nó nên consistent xuyên suốt cái thành phố mà bạn sống, nhưng nó còn phụ thuộc vào cái nhà cung cấp mạng di động. Tuy nhiên, cái vấn đề mà những cái cuộc gọi nó bị ngắt giữa chừng á, là một cái malfunction là gì em? Và một cái sự trục trặc, một cái sự cố đối với cái thiết bị điện thoại của bạn. Và khi gặp đến đây thì mình biết là nó đang nói về cái chuyện là một cái thiết bị điện thoại bị gặp sự cố, bị hư, bị gặp trục trặc thôi, phải không? Mình cũng chưa chọn được đáp án nữa em. Vậy chúng ta dịch tiếp thêm một chút xíu nữa nha. Đây, nó là gì đây? Cái mẫu mà bạn own, bạn sở hữu á, là cái mẫu 4X. Nhưng nó không còn available, không còn có sẵn nữa, không còn được bày bán nữa. Và nó đã được replace, là thay thế vào năm ngoái bởi cái 5S rồi. Therefore, vì thế, representative, cái người đại diện bán hàng thì đã đúng trong cái việc là suggest, đề xuất, đề nghị, hoặc là đưa nó đi repair, đưa cái thiết bị đó đi sửa, hoặc là nâng cấp lên một cái thiết bị khác. Vậy thì chọn được liền đáp án là câu gì vậy em?
À, câu C phải không nào? Là đưa làm rõ những cái giải pháp cho một cái vấn đề về sản phẩm. Giải pháp đó là gì vậy em? Giải pháp đó là đưa nó, đưa cái thiết bị đi sửa hoặc là nâng cấp lên thiết bị khác, phải không nào? Còn vấn đề ở đây là cái vấn đề gặp trục trặc với cái thiết bị điện thoại này, phải không nào? Đáp án chính xác là câu C ha. Câu 169, what is suggested? Cái điều gì được nói về Delta Phone? Vậy từ khóa là từ gì em? Delta Phone ha. Đáp án nào? Câu A. Nó đã ngừng tạo ra hay là sản xuất một trong những cái mẫu của nó. Lúc này chúng ta có dò một cái câu là một cái thiết bị nào đó không còn bán nữa và bị thay thế, em nhớ không? Đọc lại chỗ đó nha. Đoạn số 2 phải không nào? The model. Cái mẫu mà bạn sở hữu là 4X thì nó không còn có sẵn để mà bán nữa. Nó đã được replace, thay thế vào năm ngoái bởi cái 5X rồi. Vậy người ta còn sản xuất nữa không em? Không, người ta thay thế nó bằng cái 5X rồi mà, phải không nào? Vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? À, câu A, phải không nào? Vậy mình khỏi dò câu B, câu C và câu D ha. Câu 170, what is not? Cái nào thì không phải là một sự lựa chọn dành cho Miss Low. Đây là dạng câu hỏi loại trừ, phải không em? Đối với dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án ha. Câu A trước nào. Đi đến retail outlet là một cái cửa hàng bán lẻ đó. Rồi, vậy từ khóa là từ gì em? Retail outlet ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem chỗ nào nói về cửa hàng bán lẻ nha em. Dò tiếp cái chỗ lúc nãy nào. Ok, dòng tiếp theo. Không có, phải không em? Dòng tiếp theo. Cũng không có luôn. Dòng tiếp theo. Cũng không có luôn. Rồi đoạn số 3 nha. Dòng thứ nhất không có. Dòng thứ hai. À, dòng thứ hai nó không có từ retail outlet nhưng có từ gì vậy em? Store. Store cũng là cửa hàng nè. Rồi mình dịch câu này nha. You, bạn á, có thể. Bạn là ai vậy em? Bạn chính là người nhận email, mà người nhận email chính là Miss Low ha. Rồi bạn có thể á, hoặc là gửi chúng đến cái trung tâm sửa chữa chính của chúng tôi, hoặc là ghé qua cái cửa hàng của chúng tôi. Vậy ghé qua cửa hàng chính là ghé qua cái cửa hàng bán lẻ chứ còn gì nữa, phải không em? Vậy câu A có ha. Rồi tiếp câu B. Renew, gia hạn cái chính sách bảo hiểm. Vậy từ khóa là từ gì vậy em? Renew insurance policy, phải không nào? Lúc này chúng ta có dò qua từ insurance, em thấy không? Ok, chỗ này phải không? Bây giờ mình cùng dịch lại câu này nha. Bởi vì cái món đồ của bạn á, được bảo hiểm bởi cái chính sách bảo hiểm, cho nên bạn sẽ chỉ phải trả 20% cái khoản tiền này như là một cái phí gì đó. And Delta Phone sẽ chi trả cái phần còn lại. Nó có nói đến việc là gia hạn chính sách bảo hiểm không em? À, không có, phải không nào? Tạm thời mình để đây nha. Rồi tiếp câu C. Gửi một cái thiết bị qua mail là qua đường bưu điện đó em. Mail có hai nghĩa, thứ nhất là thư từ và thứ hai là bưu điện ha. Nhưng mà gửi một cái thiết bị thì phải gửi qua đường bưu điện chứ không có gửi qua thư từ được nha em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem từ khóa là từ nào. Send mail, phải không nào? Rồi bây giờ em cùng dò đi. Lúc này chúng ta có gặp từ send rồi, phải không em? Ở đây nè. Rồi bây giờ mình cùng đọc lại câu này nha. Bạn có thể hoặc là gửi chúng đến cái trung tâm sửa chữa chính của chúng tôi. Gửi chúng đến có nghĩa là mình không có đi đến mà mình gửi, thì mình gửi qua gì em? Qua bưu điện ha. Vậy câu C có luôn. Ok, rồi câu D. Upgrade, nâng cấp lên một cái mẫu mới hơn. Lúc nãy cái này mình đã dò cái thông tin này rồi, phải không em? Nó nằm ở chỗ nào em còn nhớ không? Upgrade. Đây nè, upgrade nè, phải không nào? Em cùng đọc lại chỗ này nha. Đây. Therefore, vì thế cái người đại diện bán hàng á, thì đã đúng trong cái việc đề xuất hoặc là đưa nó đi sửa hoặc là nâng cấp nó lên một cái thiết bị khác. Vậy nâng cấp nó lên á, một cái mẫu mới hơn chính là cái sự lựa chọn dành cho bà Low, phải không em? Vậy từ khóa. Vậy đáp án là câu gì nào? À, không có là câu B ha. Gia hạn chính sách bảo hiểm, được không nào? Câu 171. Ở vị trí nào để đánh dấu 1, 2, 3, 4 á, thì câu sau đây thuộc về. Mình đọc câu đầu kép trước nha em. Ở đây ha. This is, cái này á, thì thấp hơn một cách đáng kể so với cái giá mua ban đầu. Vậy cái này chắc chắn là gì rồi em? À, là cái giá ha. Mà this á, là đại từ dùng để thay thế cho cái ở đằng trước. Vậy cái câu ở đằng trước chắc chắn cũng phải có giá cả, được không nào? Và bây giờ chúng ta cùng dò những câu đằng trước các vị trí được đánh số 1, 2, 3, 4 xem câu nào có giá cả nha em. Vị trí số 1 trước ha. Đây, ok, em nhìn qua câu đằng trước thử xem. Dịch ha, first, đầu tiên á, cái reception thì nên consistent xuyên suốt cái thành phố mà bạn sống. Nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái nhà cung cấp mạng điện thoại di động của bạn. Có giá cả gì không em? Không có, phải không nào? Vị trí số 2 thử nha. Ở phía trước đi em. Nó đã được thay thế, nó chính là cái 4X á, hồi nãy chúng ta dịch rồi đi em. Đã được thay thế vào năm ngoái bởi cái 5X. Có giá cả gì không? Không. Vị trí số 3 đi em. Ok, đằng trước nè. A fee, một cái mức phí á, là 299 đô. Thường á, là được yêu cầu để mà nâng cấp lên thiết bị 5X. Và cái này thì thấp hơn một cách đáng kể so với giá mua ban đầu, được không em? À, rất là liên kết phải không nào? Tại vì phía trước có gì đây? Có mức phí là 299 đô nè. Ok, và cần có ở phía sau thì đang nói về cái giá mua, phải không nào? Vậy thì rất có khả năng là câu số 3 ha. Em dò thử luôn câu số 4 thử nha. Đây, ok, đọc câu đằng trước nào. Cái việc sửa cái điện thoại của bạn á, thì mất khoảng sắp xỉ 10 ngày làm việc. Không có giá cả luôn, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Câu C ha.
Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nhé. Cùng dịch nào. Đây là một cái email ha, gửi đến cho Karen Low, gửi từ Roger Brown, ngày gửi là 12 tháng 1. Chủ đề là inquiry của bạn. Inquiry có nghĩa là thư yêu cầu thông tin hoặc là cái sự yêu cầu thông tin ha. Dear Miss Low, cảm ơn vì cái phản hồi của bạn về cái sản phẩm. I apologize for. Mình có từ apologize for có nghĩa là xin lỗi về việc gì. Mối cộng đầy đủ hơn là apologize to somebody for something. Có nghĩa là xin lỗi ai về việc gì ha em? Xin lỗi ai về việc gì? Ok, rồi cô dịch lại chỗ này nha. I apologize for, tôi xin lỗi về cái sự trải qua, cái sự trải nghiệm của bạn với cái sản phẩm và cái dịch vụ. First, đầu tiên á, thì cái reception. Mình có từ reception có nghĩa là sự thu nhận nha em, sự thu nhận, sự tiếp nhận ha. Trong ngữ cảnh bài này là thuộc về cái Delta Phone, một cái điện thoại á, thì chỗ này là sự thu nhận tín hiệu đó em. Đầu tiên thì cái sự thu nhận tín hiệu á, nó sẽ consistent. Mình có từ consistent có nghĩa là đồng bộ hay là nhất quán ha. Đồng bộ, nhất quán có nghĩa là giống nhau á. Cái sự thu nhận tín hiệu thì sẽ đồng bộ, nhất quán, giống nhau xuyên suốt cái thành phố nơi mà bạn đang sống. Nhưng nó cũng depends on, là phụ thuộc vào cái nhà cung cấp mạng di động của bạn. However, tuy nhiên, the issue, mình có từ issue danh từ là vấn đề đó em. Vấn đề ha. Tuy nhiên cái vấn đề mà những cái cuộc gọi nó bị dropping mid conversation, có nghĩa là bị gián đoạn giữa chừng á, bị ngắt giữa chừng á, là một cái malfunction. Mình có từ malfunction danh từ ở đây có nghĩa là cái sự cố hay là cái sự trục trặc đó em. Sự cố hay là sự trục trặc ha. Nó là một cái sự cố, sự trục trặc với cái thiết bị điện thoại Delta Phone của bạn được không nào? The model, cái mẫu á, mà bạn own nè, động từ own là sở hữu đây, sở hữu ha. Cái mẫu mà bạn sở hữu á, là cái mẫu 4X, thì nó không còn available, không còn có sẵn, không còn bày bán nữa ha. Nó đã được replaced, là gì em? Thay thế ha. Replaced, thay thế. Nó đã được thay thế vào năm ngoái bởi cái 5X. Therefore, vì thế đó, representative là gì em? Là người đại diện ha. Do đó cái người đại diện bán hàng á đã đúng trong cái việc là suggested, đề xuất, đề nghị, hoặc là đưa cái thiết bị này đi sửa, hoặc là upgrade là gì em? Nâng cấp ha. Upgrading là verb thêm in, còn nguyên mẫu là ở đây nè em. Upgrade là nâng cấp ha. Nâng cấp. Nâng cấp lên một cái thiết bị khác được không nào? Một cái phí là 299 đô thì thường á được require, được yêu cầu để mà upgrade, nâng cấp lên 5X. As your item, bởi vì cái món đồ của bạn á, thì được bảo hiểm, được chi trả bởi cái bảo hiểm, cho nên bạn sẽ chỉ phải trả 20% của cái khoản tiền này as như là một cái deductible fee, người ta gọi là phí khấu trừ đây, mức phí khấu trừ ha, như là một cái mức phí khấu trừ, và Delta Phone sẽ chi trả the rest, là phần còn lại ha, the rest, phần còn lại hay là số còn lại. Rồi, repairing, cái việc sửa cái điện thoại của bạn á, thì sẽ mất approximately là gì em? À, sắp xỉ hay là khoảng ha? Mất sắp xỉ 10 ngày làm việc, business day 10 ngày làm việc. Bạn có thể hoặc là gửi chúng đến cái trung tâm sửa chữa chính của chúng tôi, hoặc là ghé đến cái cửa hàng của chúng tôi, được không nào? Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành ha. Câu 168, câu A mình có từ give directions. Mình có từ directions có nghĩa là sự chỉ dẫn, sự chỉ đường đó em. Vậy give directions có nghĩa là sự chỉ dẫn, chỉ đường ha, chỉ đường. Vậy câu A có nghĩa là gì em? À, để mà chỉ đường đi đến cái cửa hàng sửa chữa, cái tiệm sửa chữa ha. Câu B mình có từ promotion. Promotion có 3 nghĩa. Thứ nhất là sự tăng tiến hay là sự thúc đẩy. Thứ hai là sự quảng cáo, sự quảng bá. Thứ ba là gì em? Sự khuyến mãi ha. Vậy chỗ này có nghĩa là sự khuyến mãi đó em. Ok, nó có 3 nghĩa rất là hay ra thi, em nhớ nha. Sự khuyến mãi ha. Cô dịch lại câu B nha. Để mà miêu tả thông tin chi tiết về một cái sự khuyến mãi, một cái chương trình khuyến mãi. Câu C mình có từ clarify. Clarify động từ có nghĩa là làm rõ. Làm rõ ra ha. Solutions là giải pháp. Vậy câu C có nghĩa là làm rõ những cái giải pháp cho một cái vấn đề của sản phẩm. Surcharge là tiền trả thêm cho một cái việc gì đó, ví dụ như là việc thay đổi về cái ngày khởi hành của chuyến bay nè, hoặc là sửa chữa một cái gì đó ha. Surcharge, tiền trả thêm. Câu 169 mình có từ release, có nghĩa là tung ra hay là ra mắt cái gì đó nha. Tung ra hay là ra mắt ha. Câu C nó lên kế hoạch để mà tung ra ra mắt cái mẫu mới nhất của nó vào tuần tới. Rồi câu 170 mình có từ renew. Renew động từ có nghĩa là gia hạn, cũng gặp rất nhiều rồi nha. Gia hạn ha. Danh từ là renewal. Renewal. Ok, rồi tiếp câu 171 mình có từ significantly có nghĩa là một cách đáng kể ha. Một cách đáng kể. Significantly. Rồi, mình có từ original có nghĩa là gốc hay là ban đầu á. Vậy câu này có nghĩa là gì? À, đây là
Cái này á, thì nó sao em, lower than, nó thấp hơn một cách đáng kể so với cái giá mua ban đầu, giá mua gốc ha. Ok. Câu 172 đến câu 175 đây là một cái discussion, một cái đoạn thảo luận online ha. Câu 172, what kind of business, cái loại hình doanh nghiệp nào mà những người này nè rất có khả năng làm việc cho? Đáp án trước như em, câu A, một cái manufacturer, một cái nhà sản xuất, công ty sản xuất furniture, đồ nội thất. Câu B, một cái phòng triển lãm tranh hoặc là nghệ thuật. Câu C, một cái form, một cái công ty thiết kế interior, nội thất. Câu D, một cái khách sạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giờ từ đầu thử xem em nha. Tin nhắn đầu tiên Larry Behan nó là gì đây? Good morning, xin chào. Cái project, cái dự án tại cái trung tâm nghệ thuật Norman á diễn ra như thế nào rồi? Rồi, Arani nó là gì em? Một vài cái hộp từ công ty đồ nội thất Steady Home Furniture đã được giao đến. Những cái này á, hẳn là những cái sofa và những cái ghế. Tôi đã yêu cầu nhân viên tại cái trung tâm nghệ thuật này nè là không có mở cái hộp ra. Rồi bây giờ em ơi, đáp án là câu gì ha? Có câu gì giống không? Câu A, một cái công ty sản xuất đồ nội thất. Câu này là sai rồi phải không em? Nếu nó là một cái nhà sản xuất, công ty sản xuất đồ nội thất rồi thì nó sẽ không có đặt hàng từ một cái công ty khác nữa, là công ty Home Steady Home Furniture nè, phải không nào? Vậy câu A loại ha. Câu D loại luôn, bởi vì nó không thể là khách sạn được. Vậy câu B, một cái phòng triển lãm nghệ thuật, triển lãm tranh, hoặc là một cái công ty thiết kế nội thất, thì em xem cái nào phù hợp hơn. Em đọc lại xem. Theo em thì những người này có phải là nhân viên của cái trung tâm nghệ thuật đó không? Không phải, phải không? Cái câu này nè em, tôi đã yêu cầu nhân viên tại cái trung tâm nghệ thuật là đừng mở cái hộp ra, vậy chắc chắn họ không phải là nhân viên ở chỗ đó rồi, phải không nào? Vậy họ không làm việc ở đó mà họ lo về cái mặt gì em? À, những cái đồ nội thất nè, sofa, chairs nè cho cái trung tâm đó, phải không nào? Vậy thì chắc chắn đáp án là câu gì rồi? À, câu C ha. An interior design for, một cái công ty thiết kế nội thất, được không nào? Câu 173, what information, cái thông tin gì á mà Mr. Manson đã cung cấp? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Manson ha. Là đáp án trước nào? Câu A, the reason, cái lý do cho việc giao hàng trễ. Câu B, cái giá của một cái tác phẩm nào đó ha. Câu C, cái số điện thoại của một cái cửa hàng đồ nội thất. Câu D, kích cỡ của một số cái sculptures, là vật hay là tượng điêu khắc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Manson ở vị trí nào nha em. 10:11 có không? Không phải nào, 10:12. Ok, có từ word Manson nè em. Cùng đọc với cô tin nhắn này nha. Đây, chúng sẽ không đến cho đến khi ngày mai. Chúng là gì? Để biết rõ hơn, chúng ta đọc tin nhắn ở phía trước nha em. What about, còn về những cái sculptures, những cái vật, những cái tượng điêu khắc thì sao? Chúng sẽ không có đến cho đến khi ngày mai, có nghĩa là đến ngày mai thì mới đến ha. Bert Manson tại cái phòng triển lãm nghệ thuật New City á, đã xin lỗi về cái sự trì hoãn này. Ông ta nói rằng có một cái vấn đề xảy ra với cái xe giao hàng. Vậy ông ta nói về việc gì vậy em? Ông ta nói về cái vấn đề xảy ra với xe giao hàng cho nên dẫn đến cái việc delay, là trì hoãn ha. Đáp án là câu gì? Đánh được ngay luôn em. Đáp án là câu A ha, lý do cho việc giao hàng trễ, được không nào? Câu 174, vào lúc 10:14 á thì Miss Heron có ý là gì khi mà viết they should be there, họ hay là chúng thì nên ở đó? Câu A, she cannot find, cô ấy không thể tìm thấy một số cái ghế mà cô ta đã đặt mua. Câu B, một vài nhân viên thì vẫn còn ở trung tâm. Câu C, cô ấy tin rằng á một số cái món đồ đã đến rồi ha. Câu D, những cái sản phẩm mới thì có lẽ là vẫn in stock, là còn hàng tại một cái cửa hàng khác. Ok, rồi chúng ta sẽ dò tin nhắn lúc 10:14 nha em. Ở đây phải không nào? Ok, they should be there. Để hiểu được cái câu này có ý là gì, chúng ta phải đọc cái câu ở đằng trước nữa nha em. Ok, any word có nghĩa là what about đó em. Còn về những cái tấm thảm thì sao ha? They should be there, chúng thì nên ở đó. Chúng tôi đã đặt mua chúng từ cùng cái nhà cung cấp với những cái sofa và những cái ghế. Ok, vậy em có thể suy luận được điều gì không? Lúc nãy chúng ta có dò những cái sofa và những cái ghế rồi, em nhớ không? Ở đây nè, cùng đọc lại nha. Một số cái hộp từ cái công ty đồ nội thất Steady Home Furniture á đã được giao đến rồi. Những cái này thì hẳn là những cái sofa và những cái ghế. Vậy thì những cái sofa và những cái ghế đã được giao đến rồi, phải không em? Vậy thì những cái rugs, những cái tấm thảm này nè mà đặt chung cái nhà cung cấp thì chúng cũng nên đến rồi. Vậy they should be there có nghĩa là những cái tấm thảm này cũng nên đã đến rồi, ở đó rồi, phải không nào? Rồi vậy đáp án là câu gì? Đánh được liền vậy em? À, câu C, phải không nào? Cô ấy tin rằng một số cái món đồ, chính là những cái rugs, những cái tấm thảm đó ha, đã đến rồi, đã đến cùng với cái sofa và cái ghế rồi ha. Ok. Câu 175, Miss Heron sẽ làm gì vào ngày mai? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Heron và tomorrow là đáp án trước nha. Câu A, set up, thiết lập, bố trí những cái bàn cho một cái bữa tiệc. Câu B, tham dự một cái buổi khai trương của một cái phòng triển lãm. Câu C, update, cập nhật cái diện mạo cho một cái sảnh. Câu D, gọi điện cho một cái vendor, một người bán hàng.
về một cái đơn đặt hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Heron và Tomorrow ở vị trí nào vậy em? Tin nhắn lúc 10 giờ 16 phút có Miss Heron nè em, có Tomorrow hay không? Có Tomorrow luôn nè, phải hôm nào? Và chúng ta đọc tin nhắn này nha. Since, bởi vì cái wallpaper, cái giấy dán tường mà chúng ta đã chọn á, đã được đưa lên vào ngày hôm nay, cho nên chúng ta có thể go over, ghé qua vào ngày mai và set, bố trí những cái furnishings, những cái đồ nội thất. Tôi sẽ đưa những cái kế hoạch của chúng ta thành cái layout. Cái trung tâm thì thật sự rất là muốn cái việc trang trí nội thất của cái lobby, của cái sảnh á, thì được cập nhật càng sớm càng tốt. Vậy thì ngày mai Heron sẽ làm gì vậy em? Sẽ ghé qua và set the furnishing, bố trí những cái đồ nội thất, phải không nào? Và những cái đồ nội thất này là của ai? Của cái trung tâm, phải không em? Của cái lobby decor. Vậy thì em sẽ đáp án là câu nào? Đáp án chính là câu C ha, cập nhật cái diện mạo cho một cái sảnh, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Cùng dịch nào. Tin nhắn đầu tiên Larry Behan, 10 giờ 9 phút. Good morning, xin chào. Mình có câu how is something coming along? Sẽ bằng với how is something progressing? Có nghĩa là cái việc gì đó thì đang được tiến hành như thế nào, đang được tiến triển như thế nào ha. How is something coming along hay là how is something progressing? Việc gì đó đang được tiến hành hay là việc gì đó đang tiến triển như thế nào, được không nào? Vậy câu này mình định sao em? Project, cái dự án tại cái trung tâm nghệ thuật Norman này nè, đang được tiến hành như thế nào, đang tiến triển như thế nào ha. Rồi, Arani, 10 giờ 10 phút. Some boxes, một vài cái hộp từ cái công ty nội thất Study Home Furniture đó đã được deliver, là giao hàng đến. These, những cái này thì hẳn là những cái sofa và những cái ghế. Tôi đã yêu cầu staff, nhân viên của trung tâm nghệ thuật này nè, là đừng có mở cái hộp ra ha. Larry Behan, 10 giờ 11 phút. Còn về cái sculptures thì sao? Mình có từ sculpture là vật điêu khắc hay là tượng điêu khắc đây? Vật hay là tượng điêu khắc ha. Động từ sculpture là điêu khắc, được không nào? Còn danh từ là vật điêu khắc hoặc là tượng điêu khắc ha. Alexandra Heron, 10 giờ 12 phút. They won't arrive. Chúng sẽ không có đến cho đến ngày mai, có nghĩa là ngày mai chúng mới được giao đến. Bert Hansen tại cái phòng triển lãm nghệ thuật New City đã apologize for, đã xin lỗi về cái sự delay, là trì hoãn này. Ông ấy nói rằng có một cái vấn đề xảy ra với cái truck. Mình có từ truck là xe tải đây, đã xảy ra với cái xe tải giao hàng ha. Rồi, Larry Behan, 10 giờ 13 phút. Any word on the trucks? Mình có từ any word on, có nghĩa là bằng với từ what about đây. What about ha. Any word on what about the rugs? Còn cái, những cái tấm thảm thì sao ha? Mình có từ rugs là tấm thảm nha. Alexandra Heron, 10 giờ 14 phút. Chúng thì nên ở đó rồi. Tôi đã đặt mua chúng từ một cái nhà cung cấp giống với lại của sofa và chairs. Mình có từ supplier là nhà cung cấp nha em. Supplier, nhà cung cấp ha. Larry Behan, 10 giờ 15 phút. Meter, bạn có thể gọi đến cái trung tâm và yêu cầu họ kiểm tra những cái hộp được không? Meter Arani, ok. Tôi khá là chắc rằng là những cái rugs, những cái tấm thảm đã được giao hàng tới rồi. If not, nếu mà không thì tôi sẽ gọi điện cho cái cửa hàng nội thất ha. It's Alexandra Heron, 10 giờ 16 phút. Bởi vì những cái wallpaper, những cái giấy dán tường mà chúng ta đã chọn đã được đưa lên vào ngày hôm nay, cho nên là chúng ta có thể ghé qua vào ngày hôm qua và set, bố trí những cái furnishings, những cái đồ nội thất. Tôi sẽ đưa những cái plans, mình có từ plans có nghĩa là kế hoạch, nhưng mà ở vị trí này nó có nghĩa là sơ đồ đó em, sơ đồ ha. Sơ đồ bố trí á. Plans là trên sơ đồ bố trí ha. Tôi sẽ đưa những cái sơ đồ bố trí của chúng ta lên. The layout là bản vẽ ha. Bản vẽ đây. Bản vẽ, bản in. Rồi, quý vị lại chỗ này nha. Tôi sẽ đưa những cái sơ đồ bố trí của chúng ta lên thành bản vẽ, bản in, được không nào? The center, cái trung tâm á, thì thật sự rất là muốn cái decor, là cái việc trang trí nội thất đây của cái sảnh, được cập nhật càng sớm càng tốt, được không nào? Câu 172. Câu A, mình có từ manufacturer, có nghĩa là nhà sản xuất hay là công ty sản xuất đây. Manufacturer hay nhà sản xuất. Rồi, câu C, mình có từ firm là công ty. Nó bằng với từ company đây. Công ty ha, company. Rồi, interior có nghĩa là bên trong hay là nội thất ha. Bên trong hoặc là nội thất. Vậy câu C có nghĩa là một cái công ty thiết kế nội thất, được không nào? Có 174. Câu D, mình có từ in stock, có nghĩa là còn hàng trong kho đây. Còn hàng ha, in stock, còn hàng. Trái nghĩa với nó hết hàng là out of stock, là hết hàng ha. Rồi, vậy câu đi có nghĩa là gì? Cái sản phẩm mới á, thì có lẽ là còn hàng ở một cái cửa hàng khác ha. Rồi có 175. Câu ai, mình có từ banquet là bữa tiệc. Những cái bữa tiệc mà với quy mô lớn người ta gọi là banquet ha, bữa tiệc. Rồi câu đi mình có từ vendor là người bán hàng nha em. Người bán hàng ha. Vendor, người bán hàng.